Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs, xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé. Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới. Laden Vlogs USA chia sẻ các tin tức về kinh tế, xã hội, văn hóa, cuộc sống Mỹ và luyện thi quốc tịch Hoa Kỳ. Xin hãy nhấn nút like và share để chia sẻ thêm cho nhiều bà con cùng biết đến. Nếu quý vị thấy Laden có những video hữu ích, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, 8 tháng 3 năm 2021, Laden xin chia sẻ với quý vị một số thông tin cập nhật có liên quan đến tiền thất nghiệp ở tiểu bang California và ở tiểu bang Washington. Thông tin thứ nhất, EDD thông báo đã hoàn tất việc gia hạn chương trình PUA và PEUC đợt 2. Quý vị có thể vào làm Certify bắt đầu vào ngày 7 tháng 3 năm 2021. Thông tin thứ hai, khi nhận được thư này, có phải EDD muốn quý vị mở hồ sơ mới hay không? Thông tin thứ ba, bị thất nghiệp ở tiểu bang Washington sau khi dùng hết UI. Còn có những chương trình nào nữa hay không? Có cần phải nộp đơn không? Và sau đây, Laden xin mời quý vị cùng Laden bước vào phần tin chi tiết. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2021, EDD thông báo rằng những quý vị thuộc chương trình PUA và PEUC được gia hạn đợt 2 có thể vào trong UI online của mình để làm Certify. Đây là đợt gia hạn cho những quý vị có claim balance là $0 trước ngày 26 tháng 12 năm 2021. Và đây là một tweet mới nhất của EDD được gửi ra vào ngày 7 tháng 3 năm 2021 vào khoảng 1 giờ chiều. Theo tweet này, EDD thông báo rằng những quý vị nào thuộc hai chương trình PUA và PEUC mà hồ sơ của quý vị đã bị hết tiền vào ngày 26 tháng 12 năm 2020, quý vị có thể tiếp tục làm Certify cho những tuần lễ thất nghiệp bắt đầu vào ngày 27 tháng 12 năm 2020. Tức là nếu quý vị đang ở chương trình PUA hay là PEUC mà quý vị thấy hồ sơ thất nghiệp của quý vị claim balance là $0 vào ngày 26 tháng 12 năm 2020 hoặc trước đó và quý vị đã không làm Certify được cho những tuần lễ sau ngày 26 tháng 12 năm 2020 thì bắt đầu vào ngày Chủ nhật 7 tháng 3 năm 2021. Quý vị hãy vào trong UI Online account của mình và làm Certify lại cho các tuần lễ sau ngày 27 tháng 12 năm 2020 bởi vì EDD thông báo rằng họ đã hoàn tất xong việc gia hạn 11 tuần lễ cho hồ sơ của quý vị. Nếu quý vị vẫn chưa làm Certify được, thì phải làm sao? Quý vị thân mến, nếu quý vị biết chắc rằng hồ sơ thất nghiệp của quý vị là thuộc đợt 2 gia hạn, nhưng đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, quý vị vẫn chưa làm Certify được, quý vị hãy nhớ lại xem EDD có yêu cầu quý vị làm IDMe, tức là làm xác minh danh tính hay không. Nếu có, thì quý vị đã hoàn tất hay chưa? Việc IDMe của quý vị chỉ hoàn tất khi quý vị nhận được tin nhắn từ EDD thông báo rằng EDD đã xong việc xác minh danh tính với quý vị. Còn nếu quý vị đang ở chương trình PEUC, quý vị hãy xem lại ngày mở hồ sơ UI online của quý vị là ngày nào, có quá một năm chưa? Bởi vì hồ sơ thất nghiệp của quý vị ở chương trình UI chỉ có thời hạn là một năm. Nếu tính từ ngày mở hồ sơ cho đến thời điểm hiện tại, mà đã hơn một năm thì quý vị phải mở hồ sơ mới hay còn gọi là reapply for a new claim. Như vậy, thư thông báo của EDD yêu cầu mở hồ sơ mới như thế nào? Quý vị có thể nhận được những thông báo từ UI online của quý vị tương tự như trên màn hình. Trong đó có cho biết ngày quý vị bắt đầu mở hồ sơ và quý vị cũng thấy claim balance là zero. Đồng thời, EDD cũng cho quý vị một đường link để quý vị làm reapply. Theo tin nhắn ở trên hồ sơ này, EDD thông báo rằng hồ sơ của người này đã hết hạn vào ngày 24 tháng 10 năm 2020 và yêu cầu người này phải reapply. Nhưng điều này chỉ áp dụng cho những quý vị nào nhận chương trình UI, tức là chương trình trợ cấp thất nghiệp thông thường của những quý vị đi làm nhận mẫu khai thuế W-2 và những quý vị đang nhận chương trình PEUC là những trợ cấp từ liên bang dành cho những quý vị đã hết những tuần lễ nhận chương trình UI. Còn nếu quý vị nhận chương trình PUA,
thì trong đoạn thứ hai của tin nhắn này cũng thông báo rằng quý vị không cần phải nộp đơn mới để xin tiền thất nghiệp, mà EDD sẽ tự động cho quý vị gia hạn thêm 11 tuần lễ sau ngày 26 tháng 12 năm 2020, sau khi EDD đã cập nhật xong hệ thống máy tính của họ. Lúc đó, EDD sẽ thông báo cho quý vị biết khi nào quý vị có thể làm Certified. Quý vị thân mến, ở phần chia sẻ tiếp theo của video này sẽ liên quan đến những quý vị nhận chương trình thất nghiệp UI ở tiểu bang Washington. Nếu quý vị ở tiểu bang Washington và đang nhận chương trình UI, quý vị sẽ được nhận tổng cộng là 26 tuần. Sau 26 tuần đó, quý vị có thể sẽ được nhận thêm hai chương trình khác nữa, đó là chương trình PEUC của liên bang và chương trình EB của tiểu bang. Tuy nhiên, quý vị cần phải nộp đơn để xin được gia hạn vào một trong hai chương trình này. Chứ sở thất nghiệp không tự động chuyển quý vị sang chương trình PEUC hay là chương trình EB giống như sở thất nghiệp ở tiểu bang California. Và đây là trích dẫn trên trang nhà của sở thất nghiệp của tiểu bang Washington. Trong thông báo này, sở thất nghiệp của tiểu bang Washington nói rằng quý vị cần phải nộp đơn cho những chương trình gia hạn. Những chương trình này không phải là những chương trình tự động. Và đó là hai chương trình PEUC và chương trình EB. Đã nên xin được phép nói về chương trình PEUC trước. Sau khi quý vị nhận xong 26 tuần tiền thất nghiệp của chương trình UI, quý vị cần nộp đơn để xin được nhận thêm tiền thất nghiệp theo chương trình PEUC với số tuần lễ tối đa mà quý vị được nhận cho đến thời điểm hiện tại là 24 tuần. Ở đây có một điểm về thời gian, Lenin xin được lưu ý với quý vị, bởi vì theo những điều khoản được ghi trong gói cứu trợ 2, thì gói cứu trợ 2 gia hạn cho những chương trình PUA và PEUC thêm 11 tuần nữa, do đó quý vị có tổng cộng là 24 tuần, bao gồm 13 tuần của gói cứu trợ 1 cộng thêm 11 tuần của gói cứu trợ 2. Nhưng một khi đạo luật CARES mở rộng bị hết hạn, nói nôm na là gói cứu trợ 2 hết hạn, tức là vào cuối ngày 13 tháng 3 năm 2021, thì các chương trình này cũng sẽ bị chấm dứt theo. Do đó, nếu quý vị được chuyển sang chương trình PEUC quá trễ, quá gần với những ngày hết hạn, thì quý vị sẽ không được nhận đủ 24 tuần như thông báo. Ngoại trừ gói cứu trợ 3 được ký để kéo dài thêm tính đủ điều kiện của các chương trình này, lúc đó quý vị sẽ tiếp tục được nhận thêm những tuần lễ mà quý vị còn thiếu. Trong trường hợp quý vị nộp đơn quá trễ và quý vị được chấp nhận quá trễ và gói cứu trợ 2 đã hết hạn, quý vị không được nhận chương trình PEUC, thì quý vị cũng còn một chương trình khác mà có thể quý vị sẽ đủ điều kiện, đó là chương trình EB. Chương trình EB là một chương trình hợp tác giữa tiểu bang và liên bang. Chương trình này không có ngày hết hạn chính thức, mà sẽ hết hạn ngay bất cứ lúc nào mà tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang của quý vị giảm xuống thấp hơn 6% trong 3 tháng liền. Nếu quý vị ở tiểu bang Washington, quý vị sẽ được hưởng thêm 13 tuần lễ nữa theo chương trình EB. Quý vị sẽ nhận được thư thông báo của sở thất nghiệp của tiểu bang cho biết quý vị cần nộp đơn xin tiền thất nghiệp của chương trình EB 2 tuần trước khi các chương trình UI hoặc là PEUC của quý vị hết hạn. Nhưng nếu trước đó quý vị đã được nhận chương trình EB rồi, quý vị đã nhận đủ 13 tuần hoặc 20 tuần của chương trình này rồi, và bây giờ quý vị bị hết hạn chương trình PEUC, thì sau chương trình PEUC, quý vị sẽ không còn nhận được thêm một chương trình nào khác cả. Và quý vị phải chờ gói cứu trợ 3 được ký để tiếp tục được nhận trợ cấp thất nghiệp cho chương trình PEUC. Chương trình EB sẽ cung cấp cho quý vị tổng cộng là 13 tuần lễ sau khi quý vị xài hết các tuần lễ của chương trình PEUC. Tuy nhiên, yêu cầu về chương trình EB này khó hơn là những chương trình khác. Khi quý vị nhận chương trình EB, mỗi tuần quý vị phải khai với sở thất nghiệp những công việc mà quý vị đã đi tìm. Trong tuần lễ đó, thì quý vị mới tiếp tục còn đủ điều kiện để nhận chương trình EB. Số tiền mà quý vị nhận hàng tuần cho chương trình EB vẫn bằng với số tiền mà quý vị đang nhận hàng tuần cho chương trình UI. Tóm lại, trong video ngày hôm nay có các điểm chính như sau. Thứ nhất, sở thất nghiệp của tiểu bang California thông báo đã hoàn tất việc gia hạn tiền thất nghiệp cho những quý vị thuộc chương trình PUA và PEUC đợt 2
tức là những quý vị có claim balance là zero trước ngày 26 tháng 12 năm 2020. Nếu quý vị thuộc trường hợp này, quý vị hãy vào UI online của mình và làm certify cho những tuần lễ mà trước đó quý vị không làm được. Nếu quý vị vẫn chưa làm certify được, thì quý vị hãy nhớ lại xem quý vị đã hoàn tất việc IDMe với EDD hay chưa. Còn nếu quý vị là PEUC, thì quý vị hãy xem hồ sơ thất nghiệp của quý vị đã hết hạn 1 năm hay chưa. Nếu đã hết hạn 1 năm, quý vị cần phải làm reapply lại. Thường EDD sẽ gửi thông báo đến cho quý vị, nhắc nhở quý vị làm reapply. Nếu quý vị nhận được thông báo tương tự như trên màn hình, thì quý vị hãy nhấn vào đường link đó. Một khi quý vị xác định rằng hồ sơ của quý vị đã đến ngày đáo hạn 1 năm. Thứ hai, nếu quý vị ở tiểu bang Washington và quý vị đã dùng hết 26 tuần cho chương trình UI, quý vị cần phải nộp đơn để xin được chuyển sang chương trình PEUC hoặc là chương trình EB. Sở thất nghiệp của tiểu bang sẽ gửi thông báo cho quý vị để nhắc nhở quý vị nộp đơn cho chương trình mới trước khi các trợ cấp thất nghiệp của quý vị bị hết hạn. Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận chương trình PEUC, số tuần tối đa của quý vị được nhận là 24 tuần. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, quý vị có thể sẽ không được nhận đủ như vậy bởi vì chỉ còn có một tuần lễ nữa là gói cứu trợ 2 đã hết hạn. Nếu chương trình PEUC bị hết hạn mà gói cứu trợ 3 vẫn chưa được ký, thì tiểu bang sẽ cho quý vị nộp đơn xin chuyển sang chương trình EB. Nếu từ khi bắt đầu thất nghiệp đến nay, quý vị vẫn chưa nhận được tuần lễ nào của chương trình EB, khi quý vị đủ điều kiện lần này, quý vị sẽ được nhận tối đa là 13 tuần lễ. Nhưng chương trình EB này sẽ hết hạn bất cứ lúc nào, tùy theo tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang quý vị. Quý vị thân mến, và đó là toàn bộ những chia sẻ mà Lê Đinh muốn gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Lê Đinh rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với Lê Đinh Vlogs USA. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.